Bạn biết đây là cái gì không? Nó từng mang theo ước mơ của bao nhiêu người, lại bị đào thải trong nền khoa học phát triển ngày nay. Đây cũng là nghề kiếm sống của anh trai. Sửa chữa lại những đồ vật khó sửa nhất, lúc tháo dỡ nhất định phải vô cùng cẩn thận. Chỉ cần lơ là một chút sẽ để lại hậu quả. Con ốc ở dưới đế rất đặc biệt, bởi vì ở thời đại đó, tháo dỡ và lắp ráp phải tranh thủ từng giây từng phút. Vì vậy đã thiết kế ra con ốc hình vuông. Kim Hãm sử dụng thiết kế tất cả trong một. Nếu muốn dỡ ra, chốt phải được mài phẳng. Trước tiên dùng cọ rửa sạch một lần, phơi khô xong sẽ bắt đầu loại bỏ rỉ sắt. Do lúc sản xuất, tính thực dụng được ưu tiên hàng đầu. Những mối nối ít nhiều gì cũng có dấu tích, nhưng nhờ có cái rũa, rất nhanh cục sắt liền biến mất. Để đạt đến trình độ cực cao, anh trai còn quét lên một lớp sơn lót, khiến chỗ đó càng thêm bằng phẳng. Tiếp theo, phun thêm một lớp sơn lót để nâng cao độ bám dính của lớp sơn phủ, khiến cái đó càng thêm đẹp mắt. Nhìn xem hiệu quả sau khi phun sơn, có phải càng tinh tế hơn? Cảm giác thật là thích mắt. Sau đó, anh trai phun nhiệt vào những con ốc và nhanh chóng đặt vào dung dịch oxy hóa. Đây chính là kỹ thuật hóa đen ở trong truyền thuyết. Không chỉ làm thay đổi màu sắc của con ốc, màng oxit được hình thành cũng có thể ngăn ngừa rỉ sét. Bây giờ tiến hành tháo dỡ trục trung tâm. Miếng đệm phía trước được làm bằng gỗ nguyên khối, có thể ngăn ngừa trục trung tâm trong quá trình kim loại xảy ra va chạm với nhau. Trải qua nhiều năm tháng kết tuộc, trên con ốc toàn là rỉ sét, nhưng sau khi dùng máy phun, rất nhanh đã trở về hình dạng ban đầu. Tiếp theo, anh trai dùng máy tiện làm lại một miếng đệm mới. Cuối cùng là sửa chữa bộ phận chính. Bề mặt của bộ phận chính toàn vết xước, khắp nơi đều là vết tích của năm tháng, nhưng dưới sự nỗ lực của anh trai, rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên. Cuối cùng là khâu lắp đặt, ngay lập tức sẽ giới thiệu cách dùng của nó. Đặt thịt băm vào trong bộ phận chính, xoay tay cầm, dưới sự dồn nén của trục trung tâm, lạp xưởng thơm ngon đã làm xong. Thật sự là không thể tin được, một gốc cây hồ đào già bị vứt đi, từ mục giữa biến thành thần kỳ nhờ chàng trai trẻ. Sau khi được xử lý nhanh chóng khiến mọi người kinh ngạc, trở thành báu vật vô giá, giá cả tăng vọt. Nghệ nhân thật sự quá giỏi. Trước tiên, chàng trai trẻ dùng cưa điện cắt gốc cây hồ đào, tiến hành chia nhỏ, cưa bỏ các cạnh thừa và bộ phận không thành hình dạng. Vào lúc này, bắt đầu dùng máy móc để tách vỏ cây ra, lấy ra một cốc nhựa, rót dung dịch nhựa epoxy. Sau khi được trộn đều, quét lên phần bên ngoài của gốc cây hồ đào, quét đều hết một lượt, thậm chí không bỏ qua những khoảng trống. Tiếp theo, đặt khúc gỗ đã xử lý xong vào khung gỗ của tủ đông, tiếp tục trộn một lượng lớn nhựa epoxy, thả pestin trộn đều rồi cho vào thùng, dùng máy móc tiếp tục thao tác gia công một lần nữa. Sau đó, đổ nhựa epoxy vào trong hộp gỗ, tiến hành đúc epoxy, tiếp tục đổ dung dịch nhựa epoxy vào các đỉnh, cho đến khi toàn bộ khúc gỗ ngập trong dung dịch, đốt bề mặt bằng súng bắn lửa. Trải qua một đêm, sau khi đông đặc, lấy ra, hình vẽ đã được cắt sẵn từ trước, đặt lên bề mặt gốc cây, men theo các cạnh của bức hình vẽ lại đường nét và ký hiệu. Sau khi lật lại bắt đầu dùng cưa điện cắt thành hình, trước tiên là cắt bớt những phần dư thừa, sau đó tiến hành điêu khắc sơ bộ. Tục ngữ có câu, lai là tình cảm, không lai là bổn phận. Để tạo ra một sản phẩm chất lượng, chàng trai trẻ thức khuya dậy sớm, tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể hoàn thành. Tin rằng bạn có thể nhìn thấy ở đây thì sẽ không tiếc rẻ gì một cái like. Like cho người thợ thủ công. Rất cảm ơn mọi người. Sau khi được điêu khắc, đã bắt đầu có hình thù. Sau khi lật lại, tiếp tục tiến hành điêu khắc tinh xảo. Một lần nữa đặt hình vẽ lên, men theo các cạnh vẽ lại đường nét, làm ký hiệu, chuẩn bị tiến hành xử lý gia công tinh xảo bước tiếp theo. Trước tiên cưa đi hai bên cạnh của khúc gỗ, sau đó xử lý ở các chỗ xung quanh. Sau khi cắt xong, tiếp tục đặt hình vẽ lên trên, men theo các cạnh vẽ ra các đường nét và ký hiệu màu trắng. Trước tiên dùng máy mài góc mài các cạnh, lại cắt một vòng cung bằng cưa điện, dùng bút vẽ những bộ phận tinh vi, sau đó dùng máy mài góc bắt đầu mài tỉ mỉ. Xem đến đây, bạn có thể đoán được đang làm cái gì không? Bạn có thể comment vào phần bình luận, cũng có thể bình luận trên video xem bạn có đoán chính xác không. Sau khi mài giũa, cuối cùng hình dạng ban đầu đã xuất hiện, nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới hoàn thành, còn cần phải điêu khắc tỉ mỉ, cắt rãnh, mài mịn, đánh bóng, làm đi làm lại những thao tác ấy. Các chi tiết nhỏ cần được chạm khắc cẩn thận, dùng bút dạ để vẽ mắt và các đặc điểm trên đầu, dùng máy móc để khắc họa đường nét, tạo ra hình dạng, dùng giấy ráp để xử lý gia công đánh bóng, đổ nhựa epoxy vào các vết nứt và khe hở, nếu không thành phẩm rất nhanh sẽ bị vỡ nứt. Để cho sản phẩm càng duy trì được hình dáng lâu dài thì các chi tiết nhỏ là rất quan trọng. Sau khi nhựa epoxy cô đặc, tiếp tục mài nhẵn, xịt nước để rửa sạch bề mặt, lau qua một lần, tiếp tục bôi lên một dung dịch đặc biệt, tiến hành xử lý đánh bóng. Ở phần đáy của khúc gỗ cũng cần bôi một lớp dung dịch để lau sạch. Đợi sau khi hong khô xong, một tác phẩm điêu khắc độc đáo đã được hoàn thành. Bạn thấy thế nào, có phải rất đáng kinh ngạc phải không? Có khiến bạn bị sốc không? Từ một gốc cây già cỗi tồi tàn, cuối cùng người thợ thủ công đã điêu khắc xong con tê giác, vô cùng khí phách. Trong phút chốc giá cả tăng lên mấy trăm lần. Bạn thấy tay nghề của người thợ thủ công thế nào? Nếu như để bạn cho điểm tác phẩm điêu khắc này, bạn sẽ cho bao nhiêu điểm trên thang điểm 100? Bạn cảm thấy tượng điêu khắc tê giác này đáng giá bao nhiêu? Hoan nghênh bạn để lại comment ở chỗ bình luận. Chúng ta tiếp tục đón xem những điều tuyệt vời vào lần sau.